Đố các bạn đây là gì? Một chiếc khung máy ảnh trong tầm giá chỉ 500k, các bạn có tin được không? Nào, hãy cùng mình khám phá nha. Let's go. Đây là hãng sản xuất của cái khung máy ảnh này, Andua, là hàng chính hãng nha các bạn. Đấy, không phải hàng tào lao, mỹ lao, hàng không rõ nguồn gốc đâu, hàng chính hãng đàng hoàng. Ok, và giá em này là 500k, mình săn sale được trên Shopee và được gửi từ nước ngoài về nha. Ok, đây là phần ngoại hình của nó, gồm rất là nhiều lỗ ốc 3/4 và 1/4 lỗ ốc thông dụng dùng trong nhiếp ảnh và quay phim. Đấy, các bạn thấy rất là nhiều lỗ luôn. Chiếc khung này được làm rất là khích cho tất cả các dòng A6000 nha bạn. 6300, 6400, 6000, 6005, 6001. Và đây là phần mặt dưới của chiếc khung, được thiết kế rất là thông minh. Né cái phần nắp pin ra cho mình dễ dàng tháo lắp pin. Đấy, rất là dễ dàng luôn. Đây, con ốc được thiết kế rất là thông minh nha. Vừa có thể dùng vít dẹp mà có thể dùng lục giác để mở được luôn. Nó rất là đa năng. Toàn bộ cái khung này được làm rất là chắc chắn nha các bạn. Rất là chắc chắn luôn. Lỗ ốc mà nó bao quanh xung quanh luôn cái máy luôn. Chỗ nào cũng có hết. Và đây là cái cổng hot shoe, dùng có thể các bạn cắm mic nè, cắm màn hình, cắm đèn, lắp la. Đó, rất là tiện lợi. Toàn bộ chiếc khung máy ảnh này được làm bằng hợp kim nhôm nên chỉ có 150g. Rất là nhẹ luôn các bạn. Mình đã dùng thử 500 hít và nó không hít nha. Đảm bảo là nhôm luôn. Cảm giác cầm nắm, chụp rất là đầm và chắc tay luôn các bạn. Chiếc khung này sẽ bảo vệ máy của các bạn khỏi va đập, chày xước, cấn mớp. Các bạn xài các dòng A6400, 6600 đó có cái màn hình lật á. Thường thì các bạn quay vlog mà các bạn sẽ lật cái màn hình lên vào để dễ dàng canh chỉnh bố cục đúng không? Thì các bạn gắn cái mic vô á thì nó sẽ bị che ly cái màn hình. Đấy, đó là một cái nhược điểm của cái máy Sony. Vì thế nên cái khung máy ảnh này nó sẽ giúp các bạn dời cái mic qua bên phía tay phải, và các bạn từ đó các bạn có thể dễ dàng lật cái màn hình lên và xem. Đấy, rất là tiện lợi, khắc phục được nhược điểm của máy. Đối với gimbal thì chiếc khung máy ảnh này sẽ giúp cho máy các bạn đầm hơn, nặng hơn và giúp các bạn dễ dàng cân gimbal hơn rất là nhiều luôn. Và mỗi cái gimbal thì nó sẽ cho các bạn một cái đế để gắn phía dưới máy ảnh để cách cái lens các bạn khỏi cái thanh của cái gimbal để tránh bị chày lens. Nên bây giờ gắn cái khung máy ảnh này vô, các bạn sẽ không cần dùng cái đế này nữa. Đấy, rất là tiện lợi. Ngoài ra những bạn nào mà thường quay TikTok rồi á, quay Facebook, Instagram rồi á, mà quay theo chế độ tỷ lệ dọc á, thì các bạn dùng cái khung máy ảnh này sẽ giúp cho cái máy ảnh mạng xoay dọc và gắn lên gimbal rất là dễ dàng luôn. Nhất là đối với những cái gimbal mà cùi dâm dởm như cái Ronin SC của mình á, nó không có chế độ quay dọc nên phải bắt buộc phải mua cái khung máy ảnh này để quay nha. Và tổng kết lại, với 500k và những gì mà nó mang lại thì mình cảm thấy rất là hài lòng về sản phẩm, nhất là đối với những bạn học sinh, sinh viên, những người mà mới tập tành chơi nhiếp ảnh, quay phim mà không có kinh phí nhiều để mua những cái khung máy ảnh mắc tiền như là Morin và Urin thì có thể lựa chọn em này nha. Link mua sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả và bình luận cho các bạn nha. Ok, chào các bạn. Yo, nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy nhớ nhấn like và subscribe ở phía dưới để ủng hộ kênh của tụi mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.